Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Bơi mình buồn lắm. Đi đâu ta? Đi shopping. Mình sẽ đi shopping. Tại vì lâu lắm rồi chưa đi mua áo quần của mềm ha. Chắc chắn phải đi shopping thôi. He, đi thôi. La 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 la. Ta chính là quái vật nhện đây. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hơi với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và bạn biết hôm nay Phong đang làm gì không? Phong đang cosplay á bạn ơi. Bạn thấy Phong cosplay đẹp không? Đây, ở phía dưới của Phong á là mấy cái chân của con nhện nè. Còn ở trên lưng của Phong á là nguyên một cái cánh nhện luôn bạn ơi. Đó, Phong mới vừa đặt mua bộ này trên mạng á. Sau đó là Phong quyết định Phong cosplay thành con nhện để Phong chon Sammy với bạn ạ. Tại vì á bạn biết không, bà Sammy á, bà rất hay ăn hiếp mình, cho nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ chon bà. Ok, bây giờ mình sẽ bay đến nhà của Sammy để chuẩn bị chon Sammy nha các bạn nha. Ok, sao ui, thấy nè, thấy Sammy nè. Từ tôi bay xuống. Uầy, ủa gì vậy? Ơi, nè. Tôi là con nhện chứ tôi không phải là con quỷ nha, đừng có nói vậy nha, tôi là con nhện. Trời, cái gì đây ông hả? Tôi nè. Thường ông đã xấu rồi, bây giờ mặt bộ này còn xấu hơn đó ông ơi, làm gì vậy? Trời ơi, xấu đâu xấu, tính ra tôi thấy tôi đẹp như hoa hậu gì á, có đôi cánh đẹp nè, chân siêu dài nè, mà có đến tận 8 cái chân luôn, như thấy một cái chân đâu nha. Mà còn có thêm mà cái váy đầm màu hồng dễ thương ơi, dễ thương, đeo cánh bướm nữa. Trời đẹp quá trời đẹp, mà nói gì kỳ vậy? Trời ơi, cái gì mà hoa hậu vậy? Hoa hậu mà 5-6 chân trời, mặt cánh rồi mọc sừng rồi mọc cái gì tùm lum thì thấy ghê quá. Hôm nay tôi cosplay con nhện là để tôi hù bà đó. Đứng lại. Tôi biết bay luôn nha, đừng tưởng tôi không biết bay nha. Trời ơi, đừng có chặt tôi nha, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh nha, tôi nói trước á. Cắn nè, tôi sẽ cắn bà cho bà biến thành người nhện luôn. Đứng lại. Xích ra bây giờ, từ từ bình tĩnh, bây giờ ông có chịu tháo cái bộ đồ kia ra không? Tôi sẽ nói gọi là nhẹ nhàng có thể không? Trước khi tôi ra quyết định. Hả gì? Tháo bộ đồ á? Còn lâu nha, tôi mặc cái bộ đồ để tôi cho anh bà ngu gì tháo. Nope. Đứng lại. Chưa đứng xa tôi cho ông 3 giây suy nghĩ lại trước khi tôi làm cái điều kinh khủng khiếp nhất trên thế giới. Chắc chắn luôn. Bà làm sao mà có thể chống lại tôi được trong khi tôi là quái vật nhện? Rồi ông thách nhầm rồi, ông dám thách thức Sammy Đào là ông sai lầm rồi. Nhìn sao? Đây, siêu nhân biến hình Superman Saiyan. Ui. Trời. Cái gì thì tự nhiên biến thành cục than vậy? Trời đang hôi lùi. Đây còn đây, tiền máy diệt nhện siêu mạnh 3000 một súng rồi xong ông hết với tôi rồi. Cái gì mà máy diệt nhện? Trời, cái này là cái bình xịt kiến truyền thuyết đây sao? Trời ơi, chết rồi, tôi là con nhện, tôi bị xịt thì tôi sẽ chết. Chạy. Trời ơi, đứng lại, con nhện kia. Bắn hụt rồi. Con nhện con nhện này. Ây da, ôi, trời chúng mà đâu vậy? Trời ơi, đâu chưa, chúng mà đâu. Thua, đừng. Trời gì chơi kỳ dưới trời, tự nhiên ta hù có xíu thôi mà dùng cái bình xịt kiến xịt người ta luôn á. Trời ơi các bà kia. Trời này này, đứng xa ra nha, tôi bắn một phát là ông về chầu Diêm Vương nghe. Đứng xa tôi ra 5 mét cái coi. Ai chơi gì kỳ vậy, tự nhiên tôi hù bà thôi mà lấy súng rồi bà bắn tôi luôn vậy hả? Ai biểu ông hù tôi chi, mà tôi nói ông nghe mấy cái trò hù của ông á, mấy cái trò cho nó mà con nít ai mà thèm hù. Tôi nói thật luôn, bây giờ ông có hù tôi, em có cho tôi, tôi biết hết trơn rồi. Tôi sống với ông quá lâu rồi, nghĩ sao vậy? Cái trò cho mà xa lắc xa lơ cái hồi mà chị đã em còn mắc tại luôn, sao tôi còn biết nữa. Tại trời, sao bà dám nói rằng mấy cái trò cho của tôi là trò con nít hả? Bà có biết là tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới ra được cái trò này không? Mấy ông fan cái trò của ông còn thua hơn cả tôi luôn kìa. Thôi khổ ghê, bây giờ ông tránh xa tôi ra 10 mét, tôi đi shopping. Trời ơi, chán đừng, quá. Đừng đi mà. Tôi ngắn nha, không biết thích cái con này tên ông. Thôi tôi đi đây. Trời ơi, cái đồ nhện gà bắp. Trời ơi, buồn quá.
Trời ơi, mới giả bộ khóc có xíu thôi, bà tưởng mình buồn thiệt các bạn ơi. Ủa mấy bạn nghĩ rằng là Phong dễ dàng chịu thua vậy sao? Không có chuyện đó đâu. Bởi vì Phong là thánh chon của làng Hero Team mà, làm sao mà có chuyện dễ dàng thua như vậy được. Mình sẽ nói cho bạn biết, mấy ngày vừa rồi mình không ra video cho bạn xem là bởi vì á, mình đã dành thời gian để mình xây những cái bẫy để chon Sammy các bạn ơi. Bởi vì có rất nhiều bạn bảo mình là: anh Phong ơi, tại sao anh con trai mà anh cứ để chị Sammy ăn hiếp hoài vậy? Anh phải vùng lên đi chứ, anh phải mạnh mẽ lên. Đó, chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã chế những cái bẫy tròn vô cùng kinh khủng. Đây, mình sẽ giới thiệu cho bạn nha. Đầu tiên á là ở chỗ này. Khoan từ, quên mất, không được giới thiệu. Mình phải để cho bạn bất ngờ, hiểu không? Đó, mình sẽ để cho bạn bất ngờ bởi những cái bẫy tròn của mình. Chứ giờ mình giới thiệu hết rồi á thì còn cái gì để vui nữa đúng không bạn? Ok, bây giờ mình sẽ chờ cho Sammy đi shopping về, sau đó mình sẽ bắt đầu tròn bẫy hả bạn nha. A few moments later. Ai, trời ơi, cái bà Sammy này bà làm cái gì mà bà đi siêu thị lâu ơi là lâu luôn các bạn. Đúng là con gái đi shopping lâu ơi là lâu luôn á. Đợi từ nãy giờ. Cuối cùng cũng mua xong đồ rồi. Trời ơi, hôm nay mua quá trời đồ xịn xò, con bật cười luôn. Ha ha ha. Thôi bây giờ đi về. Ok, ok. Bà Sam đã mua đồ xong rồi bạn ơi. Ok, ok. À, bây giờ làm cách nào để cho anh bà đây ta? À đúng rồi, có cách rồi. Là Sam ơi. Vậy cái gì mà tới đây chi vậy? Muốn đây là muốn bày trò gì đây hả? Có bày trò gì đâu, hôm nay tôi biết là Sammy đi shopping á, cho nên tôi chắc chắn là Sammy sẽ khinh rất là nhiều đồ luôn. Chính vì vậy cho nên tôi muốn đến đây tôi khinh đồ phụ cho Sam mà. Ôi trời, tại sao vậy hả Sammy? À, bà là cành vàng lá ngọc, con gái thùy mị nết na, bà không thể nào khinh cái đồ nặng như thế này được. Đưa đây tôi khinh giùm cho. Đưa đây. Trời ơi, bữa nay mày đặt làm gì ta, chàng trai anh chay mưa đúng không? Mày đặt cái dễ sợ luôn à. Mày, cái gì mà anh chay mưa? Trời ơi, thường á tôi bưng đồ gần chết, đâu có chịu phụ đâu. Tự nhiên hôm nay rảnh là dân phụ người ta chi vậy? Bà nói gì kỳ, bà nói vậy xong mấy bạn fan lại nghĩ là tôi rồi là không ga lăng gì cả. Tôi ngày nào chẳng ga lăng, tôi lúc nào cũng khinh đồ phụ Sam mà. Đây, tôi khinh cho, đưa đây, lên. Rồi đây, đó. Trời ơi, nhìn trời cái mặt gian dễ sợ chưa? Để kiểm tra coi thôi. Trong đây Sammy mua nhiều bim bim bánh kẹo ha. Thôi cảm ơn nha. Sao hôm nay ôi trời ơi, tôi biết bà không trả trò đấy mà. Tôi sẽ lấy hết bánh kẹo tôi ăn. Chạy mấy bạn ơi. Chạy với bạn ơi. Trời ơi, Sammy chân ngắn lắm. Sammy không thể chạy nhanh bằng mình đâu. Ok. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Ủa, trời ơi, thấy chưa, mình nói mà chân ngắn ngủn chạy còn lâu mới chạy lại bằng mình. Mình 1m8 lần mà các bạn. Ok, bây giờ đầu tiên nha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bẫy đầu tiên để cho anh Sammy. Đây, bạn nhìn thấy gì ở đây không? Ở đây mình có chuẩn bị một cái khối lệnh, và cái khối lệnh này có một cái chuông ở phía trên. Đây là một cái bẫy vô cùng nguy hiểm luôn các bạn ơi. Sammy chỉ cần bấm vô cái bẫy này cái là Sammy sẽ bị rơi xuống một cái hố có rất là nhiều nhện ở bên trong, bởi vì Sammy rất là sợ nhện. Ok, rồi, mình đang giữ bịch bim bim của bà, thế nào bà cũng đến đây bắt kiếm mình. Ok, đóng cửa lại nè, rồi núp trong nhà chờ Sam tới bạn ơi. Không, trời ơi, ông đi đâu mà nhanh như quẩy vậy? Trời ơi. Ủa, Phao ông giảm trốn trong nãy hả? Trời ơi, Sam ơi, sao chạy chậm vậy Sam? Sao chân ngắn vậy Sam? Chạy chậm rì vậy? Trời ơi, không ra đây, qua em mở cửa tôi, qua đưa bịch bim bim cho tôi ăn nhanh lên. Chạy đang đói nè. Thôi, tôi không nói cho bà biết á là muốn vô nhà của tôi là phải bấm chuông đâu, bà phải bấm chuông cơ, hiểu không? Bây giờ ông cũng thách thức tôi, bây giờ tôi bấm cái chuông cửa trong nát luôn trong nhà. Rồi bấm đi, bấm đi. Trời ơi, tôi đang phong núp gì đâu luôn à. Bị đặt vô trong này trốn rồi, bị đặt chỉ tôi cách vô nhà đó chứ trời. Những cái chuông này sao mới dễ nhìn tôi nhấn nè. Ủa gì vậy? Ấy à, trời ơi cái gì vậy? Ui cha, trời đất ơi đâu. Trời ơi bạn ơi, Sammy rơi xuống dưới rồi, để mình ra mình xem coi. Trời ơi, ghê quá, cứu tôi, không có nhúc nhích được. Em không cần, sao không dám làm vậy tôi hả? Trời ơi. Ủa Sam ơi, Sam còn tính đuổi Phong đó không Sam? Trời, tôi nói cho bà biết nha, tôi là thánh chon của làng Hero Team. Bà sẽ không bao giờ có thể biết được những trò chon tiếp theo của tôi là gì đâu, cho nên đừng có thách thức tôi. Bà sợ nhện chưa? Bây giờ tôi cho ông biết được cái điều bí mật của tôi. Bây giờ do ông cho tôi nhện quá nhiều, bây giờ tôi không còn sợ nhện nữa. Mà bây giờ tôi đã trở thành Spider-Man. Hả, cái gì vậy? Sao mà biết hình người nhện luôn vậy? Tôi tưởng thần mấy con nhện này, tôi biết hình người nhện rồi. Sao ông cho tôi vậy? Tôi có kỹ năng leo tường rồi nè. Đó, leo tường. Cái gì, bắp tường vậy? Leo. Trời
ơi, Sammy. Sammy, bây giờ bà bị thành người nhện luôn hết rồi. Xong rồi, bạn ơi, chết rồi. Đứng lại cho tôi bắn tơ bây giờ. Xịt. Chạy, ơi, chết rồi. Nguy hiểm quá trời. Ôi, biết bay luôn. Chạy. Chạy với bạn ơi, trời ơi, bà Sam mới biến thành người nhện luôn rồi. Vô viên. Xe mỏ nè, leo lên nè. Bye bye Sam nha, tôi đi đây. Bye bye. Đứng lại coi. Trời ơi trời. Ngu gì đứng lại, tôi đứng lại cho bà bắt tôi hay gì, còn lâu nha. Ok bạn ơi, tiếp theo sẽ là cái bẫy tiếp theo của mình. Ơi Sam ơi, có giỏi chạy theo tôi đi, leo xe mỏ chạy theo tôi đi. Trời ơi, cắt tức tôi à, tôi cho không biết thế nào là xe mỏ tôi đi cùng nhanh hơn ông á nè. Đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Nút đó, trời ơi, rồi, không cần tôi sẽ lấy cái súng rồi tôi bắn không. Ghê gì luôn hả? Tiếp. Rồi, ủa gì vậy? Ui, ê, không. Ủa sao không xuống vậy? Thôi tôi đẩy xuống giùm cho. Trời ơi, bạn thấy mình ghê chưa? Thấy mấy cái bẫy của mình đỉnh chưa? Trời ơi, Sammy dính thêm một cái bẫy nữa bạn ơi. Ok, chúng ta cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo nào. Let's go. Chạy. Mình phải chạy tiếp bạn ơi. Chạy thôi. Có giỏi đuổi theo tôi đi. Trời ơi, ông này có ngon đứng lại, quay làm chai đâu mà chạy hoài vậy? Tôi không ngon đâu, tôi ngon gì tôi đứng lại mà quýnh tôi hay gì? Trời ok bạn ơi, chuẩn bị đến cái bẫy tiếp theo của mình nè. Ok, chuẩn bị xem nha. Qua đây nè. Trời ơi, cái ông này. Ngon chạy theo tôi đi. Ok. Đói bụng rồi nè. Cái bẫy đây rồi. Hey. Vô đây nè Sam. Cái gì vô đây? Trời ơi. Trời ơi, ui. Ui. Gì đây? Lại tiếp tục dính bẫy rồi. Xin giới thiệu với Sam. Đây chính là bẫy lồng sắt. Bà từ nay sẽ bị kẹt ở trong đây vĩnh viễn, không thoát ra được đâu. Chu đích mặt bà nè. Trời ơi, cái bẫy lồng sắt này của con nít. Trời ơi, ông có xem video Randy của tôi chưa? Làm bẫy Randy tôi dùng cái này rồi nha ông nội. Đây, tôi đào cho ông xem nè. Đào gì, đâu ơi. Trời ơi. Ủa cái gì? Bà có mang cúp luôn hả? Sao có đoàn hoàng nghĩ sao vậy? Trời ơi, chết rồi bạn ơi, bà có mang cúp rồi. Trời ơi, bà trang gian, ai cho bà dùng cúp hả? Gì kỳ vậy? Trời ơi, bà đào kìa bạn trời. Ủa, vô gì vậy đây cho ông biết. Thấy chưa, thấy gì chưa ông nội? Đây. Sao ơi, trên trời có con voi biết bay kìa. Gì, voi đâu biết bay trời. Chạy. Ủa đất ơi. Ê, trời ơi, ông này, giống như gian hả? Đứng lại coi. Ok bạn ơi, cái bẫy này thất bại rồi, Phải đến cái bẫy tiếp theo bạn ơi, let's go. Ôi, ok bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo nha. Thì cái bẫy tiếp theo của mình hơi bị đỉnh luôn bạn xem nè. Đây, mình ở đây có một cái trứng NPC. Mình sẽ để con NPC của mình đây. Đó, bạn thấy không? Y hệt mình luôn. Và sau đó mình sẽ núp mấy bạn ơi. Ok, núp chỗ nào? À đây. Đằng sau tấm bảng. Ngon ơi, đâu rồi? Trời ơi, cái ông này chạy nhanh dữ ha. Để coi. Đứng đây hả? À, được lắm. Bây giờ còn đứng đây à? Bây giờ mới nói chuyện với tôi đúng không Phong? Hả? Ủa trời, bị đặt còn khóc nữa hả? Trời ơi, trả lại bịch bim tôi nhanh lên. Trời ơi, biết nãy giờ tôi đuổi ông mệt lắm mà ông ngồi ông khóc hả? Trời ơi, trời ơi, bị đặt. Ủa? Sao hồi chứ tôi nói mà ông không nói gì hết trời, ông khinh tôi đúng không? Sao khóc? Trời ơi, ai bắt nạt ông hả? Ủa, ông này không nói gì hết trơn người ta, kỳ nhờ. Sam ơi. Ôi. Ủa, cái gì vậy? Ủa, sao tôi bên này vậy? Nè, tôi sau lưng bà nè. Ủa vậy? Ủa, thì nó có hai phong bát. Ủa gì đây? Ủa bà ơi, vậy sao? Ủa nó vượt. À đây là đến là biết rồi sao ông chết tôi phao cả. Sao mà tôi nói cho bà biết, bà đã rơi trúng vào cái bẫy tiếp theo của tôi rồi. Và bây giờ tạm biệt. Cái bẫy gì đây? Tiếp. Bẫy nào tôi cũng không sợ đâu. Nghĩ sao vậy? Ui à, cái gì? Bum. Rồi xong chết queo luôn. Đó bạn ơi, bạn thấy ghê chưa? Cái bẫy này của mình chính là 7 mũi tên lửa. Đó, đỉnh chưa? 1000 mũi tên bắn ra nữa bạn. Quá là ghê luôn. Ok chạy tiếp. Trời ơi Sam ơi, đuổi theo tôi đi đồ chân ngắn. Đứng lại, tôi đuổi rồi chứ tôi cũng mệt đó nha. Hồi giờ chạy đua quá thì mệt rồi đó, đứng lại chưa? Ôi tôi ngu, tôi đứng lại cho bà quýnh tôi thấy gì. Trời ơi Sammy nớp quá, từ nãy dính 2-3 cái bẫy luôn bạn ơi. Ok bây giờ con thì ở lại, còn không rồi tôi sẽ quánh nào. Tôi chạy nè. Trời ơi mệt. Tôi cũng mệt chứ không bộ. Rồi, bây giờ tôi hỏi ông lần cuối, ông có đứng lại đưa tôi bịch bim bim hồi nãy không? Hả? Tôi không đưa, bà làm gì tôi? Hả? Bà tính làm gì tôi? À, ông này thách thức tôi và tôi sẽ dùng cây gậy này nếu mà ông không đưa bịch bim bim cho tôi. Vậy hả?
Kinh khủng vậy sao? Lợi hại gì à? Vậy có giỏi thì bà đuổi tôi đi. Ok. À, cái ông này dám vô nhà em gái tôi là chết chắc rồi. Nhà em gái tôi. Ủa đâu rồi? Hello. Ủa sao ông đang rồi này? Ê, quay. Ê, ông nội. Không thể nào ra được bên ngoài ở đâu Sam ơi. Tôi nói bà biết, bà thấy về sau lưng của bà không? Rất là nhiều TNT trời luôn. Trời ơi, cha mẹ ơi, Phong ơi, đừng gặt cái Phong ơi, ông đừng làm ác vậy tôi chứ. Tôi có làm gì ông đâu mà sao ông nhốt tôi trong này hả? Bà đã quýnh tôi quá nhiều lần rồi, đã đến lúc tôi trả thù. Mấy bạn à, không, trả thù như vậy có hay hay không? Và tôi nói cho bà biết, ở trong nhà Timmy tôi còn được trên cái này banh xác tôi Phong ơi, tôi cũng bị banh xác rồi Phong ơi. Ở trong nhà của Timmy hiện tại đang có đến tận hơn 1000 quả TNT. Và bây giờ thì tôi sẽ bấm cái cần gạt này. Không ơi, Phong ơi, ông bà gạt là nha, tôi sẽ kêu fan qua là tôi sẽ để gì đây dislike ông luôn, tin không? Đừng như vậy, đừng no. Bà đang hiếu tôi quá nhiều rồi. Không, tôi hứa tôi phát hiện hiếu vào đầu Phong. No, ui gì vậy? Ui. Tạm biệt. Trời ơi, mất tiêu cái nhà luôn. Mất tiêu cái nhà luôn. Ôi trời. Ủa xoan từ, sao nổ vậy, bé mưa vẫn còn sống vậy? Wow. Trời ơi. Rồi xong luôn, mất tiêu cái nhà luôn. Và yeah, Sammy chắc cũng bay ra khỏi gọi là trái đất luôn rồi các bạn, bay lên tới mặt trời luôn rồi á. Ôi mưa ơi, xin lỗi mưa nha, nãy anh quên mất, anh không đưa mưa đi ra chỗ khác, không thôi nó nổ mưa, nhưng mà may quá mưa không bị gì hết. Ok bạn ơi, vậy là vừa rồi mình đã có thể cho được Sammy rồi, bạn thấy mình ghê chưa. Đấy, đó chính là kết cục của những kẻ dám xem thường thánh John Phong Cận trong làng Hero Team. Ơi mà nát luôn cái làng rồi, có khi nào tí nữa Simmy vô Simmy đánh mình không ta? Tại vì giờ cái nhà cũng bể rồi. Nhưng không sao, nếu như mà Simmy vô đây Simmy quýnh mình thì mình sẽ làm thêm những cái bẫy John khác để mình John luôn cả Simmy luôn. Ok. Nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn sẽ có thể bạn ơi, tại vì á là Sammy chắc chắn sẽ mát với lại Simmy và hai chị em sẽ cùng nhau John lại mình, và mấy bạn nào mà muốn mình sẽ xây thêm những cái bẫy John khác để mình John Simmy và cả Sammy luôn thì bạn hãy nhớ comment phía bên dưới và like video này, mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Mấy bạn có thấy thích những cái bẫy tròn của mình hay không, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye, I love you.